Hello, Lan xin chào cả nhà. Bữa nay Lan không có đeo cái này nha bà con. Cái máy microphone nè. Bị rớt bể rồi, Lan quấn nó lại mà quấn băng keo lại. Nhưng nó bị nhầm khi nó tự nhiên cái nó không có tiếng luôn, nó cúp luôn tiếng của mình luôn à. Đó, chắc đợi bữa nào mượn mấy đứa em nó mua lại thôi, con gái mình nó mua lại. Tại bữa đó để vô gắn vô trong cái điện thoại cái nó rớt xuống. Cho nên này là không có gắn nha. Tại nhầm khi thì nó quớt rồi, nhầm khi nó không có quớt là nó không có làm việc á, nó cúp luôn cái tiếng của mình à. Đó, cho nên bữa nay ở nhà thôi Lan quay bằng cái này đi, nói chuyện thường đi nha. Lại là chiều nay rồi, Lan mời bà con vào bếp với Lan coi ăn món gì chiều nay nha, mời cả nhà. Bây giờ Lan chuẩn bị đây là có 3 miếng thịt sườn cốt lết, rồi 3 miếng này là thịt xá xíu nha. Thì Lan chuẩn bị mấy trái tắc, Lan làm mà tắc muối lâu lắm rồi nha. Cái này là muối mặn nha bà con, chứ không phải là giống như cái trái tắc ngào đường nha. Cái này là Lan muối mặn nè. Lan sẽ đi xay nó ra rồi mình mới ốp. Rồi bây giờ để Lan đi ốp cái thịt sườn này nha, với cái tắc muối rồi mình đem đi nướng. Rồi Lan ăn chung với mấy cái dưa chua của Nhật nha bà con. Ăn cơm chiều nay đơn giản nha bà con. Mời cả nhà vào bếp với Lan. Ở đây Lan có xay tỏi rồi ha. Bây giờ Lan để cái tắc muối vô nha. Bỏ bớt cái nước lại đi. Đợi chừng nào nó có ít mặn thì Lan hãy để vô thêm nha. Chừa lại một miếng đi. Để em thôi, Lan sợ nó mặn quá. Lan để một miếng đường nha bà con. Lan để một miếng, một muỗng bột ngọt vô. Một muỗng sữa bò nha. Rồi Lan đem đi xay nó. Xay nó nha. Đây, sau khi Lan xay xong rồi nha, mình có thể ăn thử miếng rồi nó sao. Nếu mà nó còn hơi lạc thì Lan mới để cái nước này vô thêm. Cái nước tắc vô thêm nha. Nước muối á. Còn nếu nó vừa thì thôi, mình có thể ăn thử. Hình như nó không có mặn bà con ơi. Chắc Lan để cái nước này vô thêm luôn đi. Rồi bây giờ Lan ốp nó. Lan để thịt sườn vô Lan ốp. Hình như lấy cái tay mình cầm nó dễ hơn bà con ơi. Thơm lắm, ốp với tắc muối nó thơm lắm nha bà con. Mình để đây cỡ nửa tiếng đi, mình đem đi nướng đó nha. Thấy mấy trái cà chua ở đây nè bà con ơi. Đi ra bẻ vô chút xíu mình ăn chơi, nó chín hết trơn, nó nằm ở đây nè. Đó. Được 5 trái, 6 trái. Đó. Trời ơi. Chín hết rồi nè. Cái mặt cái dép quá bà con ơi, con ngồi nghinh kìa. Nghinh cái mặt cái dép quá à. Ôi trời ơi. Ở đây là rau dền màu nha bà con. Ở nhà Lan đâu nó mọc được mấy bụi nè. Đó, rau dền màu nha. Ở đây nữa nè, dền màu. Đó, cái này rau dền màu nha. Bữa xuống dưới nhà dì Út gặp ở dưới nè, rau dền màu nè. Đó, rau dền màu được mấy cây nha, để giống đó. Rồi, thôi giờ lo bẻ cà đi. Ôi trời ơi, nó rụng, đụng tới nó rụng bà con ơi, cà bi đụng tới nó rụng đó. Ấy trời trời, cái này cháu ngọt lắm, cây này ngọt ngay à. Nó lăn đụng tới nó rớt cái này nè, lụm đó, ai à. Đây nữa nè, bên đây nữa nè, quay, ai à. Ở đây nữa nè bà con ơi, nó đùm nè, thấy không. Nó lăn đụng nha. Hình như bước vô đây cát coi. Ở đây được mấy trái nữa đây. Đây nè. Nó đâu đây? Đây, cà bi. Nó sụ gầu dưới này nè bà con ơi. Ở đây trái nữa này nha. Đó. Ba cái cải nó sâu bà con ơi, coi kìa.
quá trời sâu rồi, hết thuốc chữa là không nói tới nó nè. Rồi ở đây là bữa hổm dì Út cho Lan được 2 bụi nè, nó chết hết 1 bụi rồi Út ơi nè. Đó, gạo dền dì Út cho được 2 bụi ở đây nè, chết hết 1 bụi rồi. Còn ở đây không biết cây gì đây nó đang lên nữa nè, Lan cũng không biết nha, thôi đi vô. Rồi được bao nhiêu cả, chút xíu vô ăn chung với cơm thịt sườn. Để vô Lan nướng nha. Để được một miếng nữa không đây, cho thêm vô một miếng nữa đi nhé. Rồi bây giờ Lan để vô Lan nướng nha. Lan bấm 15 phút nhiệt độ 180 nha, dí chút xíu nó là ăn chung với cái mấy cái này nha bà con, giống như là mấy cái hạt mè đồ vậy đó, nó làm hơi mặn mặn. Lan để lên với mấy cái siêu quỳ nha, để lên trên cơm ăn rất là ngon. Nhưng chắc Lan thì Lan ăn cái quà gia bì, quà gia bì với mè. Thì thí dụ ai thích ăn cái nào thì mua cái đó, thì Lan ăn cay được thì Lan để này. Còn nhiều khi cháu nội Lan ăn cay không được thì nó để cái mè chung với đồ kêu bản gì ta, siêu quỳ là rong biển. Nhằm khi nó lãng nhắc mà con không nhớ tên cái gì nữa đó. Cái này thì là mè này với đậu phộng, mè với đậu phộng với mấy cái hạt niêm đồ đó, vừa vừa ăn đó. Chút xíu Lan để lên ăn cho nó lạ lạ miệng chút nha. Bây giờ nó còn 2 phút nữa để Lan coi nó sao nha. Qua 13 phút được rồi bà con ơi ha. Bây giờ Lan chở nó qua nha. Ủa nó teo lại nè, nó teo, nó rút lại. Thịt heo thịt bò gì cũng teo hết đó bà con ơi. Ông bà mà nói bò thì teo, heo thì nở, Lan thấy cái nào cũng teo hết á, không có cái nào nở đâu. Thịt mà nó chín thì nó phải rút lại thôi. Lan để vô 8 phút thôi, 8 phút mình thôi coi thử đi nha, để mà cong nó khét. Rồi đây rồi, ngon quá nè. Nói chung bây giờ vậy là được rồi, không có khét quá nha bà con, đừng khét quá không ngon nha. Cái thịt mềm xèo để Lan lấy cái dĩa Lan gắp ra. Đây Lan đã nướng xong một dĩa sườn nướng nha bà con, sườn nướng chanh muối. Vừa sườn nướng chanh muối đây. Bữa nay ăn rất đơn giản nha bà con. Lan ăn sườn muối chung với canh là Lan luộc rau muống nha. Đó với ăn với mấy cái đồ chua nữa. Đây cơm của Lan đây. Rồi thôi mời cả nhà ăn cơm nha. Rồi Lan mời cả nhà ăn cơm với Lan nha. Nãy giờ vợ em Liêm ổng ăn bên nhà em gái mình, nhà chị Tư Thắm này. Hả? Mấy cái đồ chua này ngon lắm bà con ơi. You, what do you want to drink? No candy. What do you mean? What My you... mom said no candy. What do you mean? What are you drinking? Mom what? Said no candy. Yeah. And I haven't eaten candy. Yeah, that's good. I know you haven't. Yeah. But mẹ... you can't drink the Coke. Má mẹ mẹ không cho mẹ ăn gì? Yeah, that has sugar. Không ăn đồ kẹo, không ăn kẹo. Ừ, không ăn kẹo phải rồi, xíu canh là sao? Dad, is this orange? Passion fruit or orange? I think this is orange, but we're buying the new passion fruit soon, tomorrow. Cà lăn chậm xèm. Cái đồ chua này ăn cũng ngon lắm bà con. Thấp thử miếng. Lâu lắm mà mới ăn cái vụ canh rau muống mà nấu cái gì vậy? Nặn miếng chanh vô. Cái này là canh giả chiến nha bà con. Canh giả chiến. Vậy mà lâu lâu ăn gì ngon lắm. Bà con ốp thịt giống gì thì ngon lắm. Cái gì thịt mà ốp rất là ngon nha. Nó thơm cái mùi chanh muối rồi, nó thơm ngon lắm.
Thôi Lan chia sẻ tới đây, Lan xin kết thúc phim nha. Cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan. Nếu ai ở nhà có chanh muối ốp thử đi. Cái này sườn không thôi, mình ốp gà cũng ngon lắm bà con. Thôi Lan xin chào cả nhà. Lan kính chúc bà con ngày mới vui vẻ phải không? Bye bye bà con, hẹn lại clip sau nha. Bye bye.